đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi trải nghiệm cuộc sống bình an, thư thái, chúng ta thường quên mất sự mong manh của cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi biến cố bất ngờ ập đến, chúng ta mới nhận ra rằng sự sống mình yếu ớt đến nhường nào. Để rồi chúng ta bất chợt nhận ra rằng nếu không có cánh tay che chở và bảo vệ của Chúa, chắc hẳn mình đã tan đi như hơi nước từ lâu. Để rồi chúng ta nhận ra giá trị của từng hơi thở, từng phút giây, và thật tuyệt vời khi chúng ta vẫn còn được sống. Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Lysandra Wendland qua chủ đề Sự sống mong manh. Đôi cánh lớn vỗ mạnh chợt thoáng qua tầm mắt tôi. Tôi quay phắt lại và nhận ra đó là loài bướm đêm mà chồng tôi đã từng thấy đậu trên bức tường ngoài căn hộ của chúng tôi. Đúng một năm trước, anh đã phát hiện ra nó. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh anh ra khỏi cửa khi chuẩn bị đi làm, rồi bỗng hào hứng gọi tôi và bọn trẻ ra ngoài để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của sinh vật này. Đây là loài bướm đêm lớn có màu nâu nhạt và những họa tiết giống hình đôi mắt trên từng cánh, kèm theo đôi râu dài và mềm mại. Khoảnh khắc con bướm lọt vào tầm mắt tôi giữa màn đêm, tôi đang chậm chậm len qua dòng xe đông nghịch do có một vụ tai nạn phía trước. Một cơn gió nhẹ cuốn con bướm bay lên, rồi nó bất chợt rơi xuống dưới bánh chiếc xe tải chạy bên trái của tôi. Vào đêm hôm ấy, tôi trở thành nhân chứng duy nhất cho sự ra đi mong manh của con bướm đêm ấy. Hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh tôi khi chúng tôi lướt qua chiếc xe tải bị lật, với phần nóc và nắp capo bị nghiền nát, có vẻ như nó đã đâm xuyên qua rào chắn, xoay 180 độ rồi kết thúc trong thảm họa. Mặc dù không cảm nhận rõ sự chết quanh quẩn, tôi vẫn có linh cảm rằng khó ai trong buồng lái ấy có thể sống sót. Những chiếc xe cứu hộ chở theo người bị thương hay thi thể đã rời khỏi hiện trường từ lâu. Các nhân viên cứu hộ lững thững quay lại xe cảnh sát và xe cứu hỏa, trong khi ánh đèn sáng rực từ đầu xe kéo chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng đáng sợ. 10 ngày sau, tôi và các con vô tình bị cuốn vào một vụ tai nạn ba xe. Do thiếu tập trung, một chiếc xe đằng sau đã đâm thẳng tới và gây va chạm đến hai chiếc xe phía trước. May mắn thay, xe của chúng tôi đứng đầu hàng và chịu ít chấn động nhất từ cú đâm ấy. Tôi kể lại sự việc này cho mẹ. Bà không ngừng dâng lời cảm ơn Chúa. Chúng tôi không phải là chiếc xe thứ hai với cửa kính vỡ tung văng khắp người hành khách, cũng không phải chiếc xe thứ ba bị va chạm mạnh đến nỗi túi khí bung ra và một người bị thương nặng. Chúng tôi chỉ bị mỏi cơ, căng thẳng. Riêng tôi chỉ bị chấn thương nhẹ ở cổ. Con trai tôi hoảng loạn, bị bầm ở vai phải, nhưng không ai nghiêm trọng đến mức phải lên xe cứu thương. Không có ai bị thương nặng, và quan trọng nhất là không có ai thiệt mạng. Tôi không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu chúng tôi không thắt dây an toàn. Cảm tạ Chúa, tất cả mọi người, bao gồm tổng cộng 10 người trong vụ tai nạn, đều thắt dây an toàn. Cùng ngày hôm đó, tôi đứng trong bếp nhà của bạn thân, chia sẻ câu chuyện này với vài người bạn nữa. Câu chuyện bất chợt chuyển sang vấn đề lái xe khi còn quá nhỏ tuổi, và tôi chia sẻ rằng mình đã chờ đợi đến đủ 18 tuổi mới thi bằng lái. Lý do là vì tôi đã chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn trước đó. Hai người bạn của tôi đã không qua khỏi, họ chỉ mới 16, 17 tuổi. Vì thế, tôi hiểu rất rõ một vụ tai nạn có thể khủng khiếp đến mức nào. Hôm ấy, tôi dừng lại để nhường đường cho một xe cảnh sát giữa lúc đèn xanh, và may mắn là không có xe nào lao tới từ hai bên. Tài xế phía sau cũng giữ khoảng cách an toàn, nên khi chiếc xe thứ ba đâm vào, chúng tôi không phải chịu thiệt hại trầm trọng hơn. Trời quang, đường khô và không có xe nào mất lái vì phanh gấp để rồi gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Viên cảnh sát trên đường tới ứng cứu một trường hợp khẩn cấp đã chứng kiến toàn bộ sự việc và nhanh chóng làm việc với tài xế chiếc xe gây tai nạn. Dây an toàn đã giữ chặt các con tôi, và thật kỳ diệu, con gái tôi vốn chẳng bao giờ ngủ sâu, thế mà vẫn ngủ say xuyên suốt vụ va chạm. Cuộc sống của chúng ta thường kết thúc bất ngờ như cái chết của con bướm đêm. Bụi trên đôi cánh của nó tan biến nhẹ nhàng trong gió.
Có những lúc, dù bị thương đến mức không thể nhận ra, nhưng chúng ta vẫn sống sót, giống như người tài xế trong chiếc xe tải bị nghiền nát trên con đường hôm ấy. Tuy nhiên, cũng có những ngày, như ngày hôm ấy, khi một cú sốc lớn bất ngờ nhắc nhở chúng ta rằng, này, bạn vẫn còn sống, mọi thứ đều ổn. Cảm tạ ơn Chúa. Cả gia đình tôi đều dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng tôi ngợi khen Ngài vì sự chu cấp và bảo vệ của Ngài mọi lúc, mọi nơi. Thật tuyệt vời khi được sống. Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy. Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt. Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi. Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết và trở về bụi đất. Khi Chúa truyền sinh khí, chúng được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất tươi mới. Nguyện vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va hài lòng về công việc Ngài. Ngài nhìn vào đất, đất rung động. Ngài chạm đến núi, núi bốc khói. Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài, vì con vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Thi Thiên thứ 104, câu 28-34. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Là Cha Thiên Thượng, khi biến cố bất ngờ ập đến, con chợt nhận ra sự yếu đuối của mình, cũng như quyền năng che chở đầy yêu thương của Ngài hằng bao phủ trên con giữa những thử thách và đau thương. Xin Chúa nhắc nhở con rằng sự quan phòng bảo vệ của Ngài trên cuộc đời con hằng luôn vững chắc và bất diệt, để rồi con được tìm thấy sự bình an nơi Ngài, dù cho cuộc sống có mong manh và đầy bất trắc. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, ngày hôm nay của bạn bình yên hay đầy sóng gió, dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm sự quý báu của cuộc sống mà Chúa đã ban và cất tiếng tạ ơn Ngài vì chúng ta vẫn còn được sống. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài hằng sai thiên sứ đóng trại xung quanh mỗi người chúng ta, bảo vệ con cái yêu dấu của Ngài trong từng giây, từng phút. Nguyện rằng chúng ta sẽ dùng cuộc sống quý báu này để làm vinh hiển danh Chúa, để khi Ngài gọi, chúng ta có thể bình an thưa rằng, Chúa ơi, con đã sẵn sàng. Tháng ngày dần trôi, đời người như lá trên cành, sớm còn tươi xanh, chiều về theo gió rụng rơi. Trông thật người ơi, cuộc đời như bóng qua thềm, sắc tàn hương phai. Đời người sao quá mộng manh, nhớ ngày tuổi xuân. Cuộc đời tô thắm sắc hồng với nhiều mộng mơ, một tương lai rất đẹp xinh. Thế rồi ngày qua, mộng vàng thật rất trong tàn, ước vọng năm xưa chỉ là mộng ảo mà thôi. Bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu lần tươi cười, bao nhiêu ngày an bình có trong đời, trong mong nơi cõi đời tình yêu và chân tình. Những con người gian dối không niềm tin, lá rụng bay theo làn gió cuốn đi xa bên thềm, lung linh vạc ánh nắng mau phai dưới cầu, trong xanh dòng nước biếc lững lờ trôi. Ước vọng tan nhanh bàn tay trắng ngất ngơ đâu còn, tương lai mộng vàng mãi dấu yêu hết rồi.
sao ta đành hoang phí tháng năm dài. Đến cùng Giê-xu, niềm vui chất đến chẳng ngờ, phước hạnh tràn dâng, chìm ngập lòng rất thỏa mong trong tận hồn tôi. Buồn phiền cay đắng đâu còn, ước vọng hôm nay được gần bên Chúa tình thương, chỉ mình Giê-xu người tôi yêu dấu trong đời chẳng hề qua đi. Dù cho năm tháng dần trôi trong ngày đời tôi, ngày càng tươi thắm an lành, tin vào tương lai, thỏa lòng trong nước hiện vi, quên đi bao lo buồn, quên đi bao khó nghèo, quên đi bao tranh cãi ở dương trần, trông mong nơi Giê-xu yêu thương và giữ gìn bên tôi từng ngày tháng đâu nhạt phai. Giê-xu yêu thương và chăm sóc tôi luôn, Giê-xu ban cho từng giây phút ấm êm, Giê-xu bao dung và nhân ái với đời tôi. Bên Ngài tương giao tình thân thiết sớm khuya, bên Ngài tai nghe lời em mãi nhu khuyên, với Ngài tôi mong ngày chung sống nơi thiên đàng. Giê-xu yêu thương và chăm sóc tôi luôn, Giê-xu ban cho từng giây phút ấm êm, Giê-xu bao dung và nhân ái với đời tôi. Bên Ngài tương giao tình thân thiết sớm khuya, bên Ngài tai nghe lời em mãi nhu khuyên, với Ngài tôi mong ngày chung sống nơi thiên đàng.